Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Ngoài mỹ nhân kế Nguyễn Thị Thanh Nhàn còn tung kế gì khác đây? Việc bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn là tình nhân của ông cựu bí thư tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2011-2015 đã được nguồn tin của Bộ cung cấp cho Thời báo .de. Thông tin này đúng đến đâu thì rất khó kiểm chứng. Tuy nhiên, một điều chắc chắn rằng việc IC của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn được tham gia vào các thương vụ mua bán vũ khí là sự thật. Mà chua chát thay, trong nước không ai biết chuyện, nhưng nước ngoài biết rõ và đưa tim dùm beng. Chuyện trong nhà chưa tỏ mà ngoài ngõ đã tường là như vậy. Người dân Việt Nam bị bưng bít thông tin nên chẳng biết gì, chứ nước ngoài thì họ đã biết tường tận tới nơi tới chốn. Mỹ nhân và anh hùng. Đến nay, tờ báo TASS của Đức lại xác định Nguyễn Thị Thanh Nhàn là tình nhân của ông Phạm Minh Chính, thủ tướng của Việt Nam. Theo tờ báo này cho biết cả hai có với nhau một cô con gái. Tin mật từ bên trong và tin được tiết lộ từ báo chí nước ngoài là trùng khớp với nhau, cho nên có thể nói bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã lợi dụng tình cảm với các quan chức hàng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam để mà thu vén cho công việc làm ăn của mình. Không chỉ bà Nhàn lấy bản thân bà làm mỹ nhân kế để bắt mối làm ăn, mà bà phó tướng của bà Nhàn một thời là Hoàng Thị Thúy Nga cũng là một phụ nữ có nhan sắc. Chính báo chí nhà nước đã từng đưa tin bà Nga đã đánh ngã 5 giám đốc sở trong công việc làm ăn của bà. Những quan chức bị bà Nga kéo vào lòng vòng lao lý, phần đông là giới mày râu. Phụ nữ có nhan sắc, có năng lực quản lý và biết cách đánh vào tử huyệt cảm xúc của các sếp lớn thì sếp nào đỡ không nổi sẽ bị sụp đổ ngay. Người phụ nữ nhan sắc thì nhiều, nhưng phụ nữ vừa có nhan sắc vừa biết lợi dụng được hàng loạt người có quyền lực là không nhiều lắm. Đệ tử của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn cũng rất đáng nể về khoản này. Ban đầu làm cho các sếp mày râu chết mê chết mật. Sau đó là vòi dự án, là làm cầu nối để các người đẹp giải tiền. Chiến thuật như vậy thì quan chức nào không đổ đầy. Hầu hết các quan chức muốn sở hữu được người đẹp thì phải bung ra rất nhiều tiền. Còn đối với người đẹp thuộc nhóm của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn thì không những sở hữu được nhan sắc mà còn được người đẹp nhét tiền cho đầy túi, thì ai mà không sập bẫy đầy. Câu chuyện kế mỹ nhân của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn chỉ là thông tin riêng, còn chiêu tung viên đạn bọc đường của bà Nhàn thì được báo chí công khai rồi. Bà Nhàn đi đến đâu là giải tiền phủ hết bộ máy lãnh đạo. Vụ án IC của Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai là một minh chứng rất rõ. Từ bí thư, chủ tịch tỉnh đến giám đốc sở có liên quan đều có phần cả. Viên đạn bọc đường của bà Nhàn đã hạ hàng loạt quan chức theo cách như thế. Nếu so sánh bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn và Hoàng Thị Thúy Nga thì rõ ràng bà Nhàn ở tầng cao hơn. Mày râu đổ ngã dưới chân bà Nhàn cũng thuộc lại có số có má nhất nhì của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong khi đó, mày râu bị đổ dưới chân bà Hoàng Thị Thúy Nga cũng khiêm tốn hơn, chủ yếu là giám đốc các sở. Có người thì cho rằng ngón nghề mà bà Nga đã được là bởi làm việc dưới trướng của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn một thời gian dài, và bà đã học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm này. Viên đạn bọc đường của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã hạ toàn cá gộc của Đảng. Công việc làm ăn của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn sẽ rất suôn sẻ. IC của bà sẽ chiếm hết các gói thầu vay vốn ngân sách ngành y tế và giáo dục. Tuy nhiên, vì trên thượng tầng kịch chiến nên người ta mới nhắm vào bà Nhàn để mà triệt hạ đối thủ. Kế mỹ nhân và viên đạn bọc đường của bà Nhàn sẽ hạ từ lớp lãnh đạo này đến lớp lãnh đạo khác. Chế độ này là như vậy, nó là tư bản thân hữu. IC của bà Nhàn là một loại tư bản thân hữu, nó thao túng của bộ máy chính quyền để mà trục lợi. Nó khiến cho tầng tầng lớp lớp phải bảo vệ nó, hoặc công khai hoặc ngấm ngầm. Bởi nếu không bảo vệ bà Nhàn thì hàng loạt thương vụ làm ăn mờ ám của các sếp lớn sẽ lập tức bị bại lộ ra ngoài. Chế độ này nó tối nát đến như thế rồi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Ngoài mỹ nhân kế Nguyễn Thị Thanh Nhàn còn tung kế gì khác đây. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo.de. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin vụ Nguyễn Cao Chí lở loét đến sát lưng ông Thủ tướng.
Vào ngày 11 tháng 8, báo chí trong nước đồng loạt đăng tin bà Trần Bích Ngọc, vụ trưởng vụ 1 của Văn phòng Chính phủ, bị cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an C03 khởi tố bắt tạm giam để điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo khoản 3 điều 356 của Bộ luật hình sự. Theo truyền thông, bà Ngọc lợi dụng vị trí công tác để làm trái chức trách nhiệm, nhiệm vụ được phân công trong việc giải quyết thanh tra khiếu nại với dự án khu đô thị thương mại nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh ở Lâm Đồng. Sai phạm của bà Ngọc bị cáo buộc gây thiệt hại cho lợi ích của nhà nước. Ông Tô Lâm đã sờ tới Văn phòng Chính phủ. Được biết, dự án khu đô thị thương mại nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh ở tỉnh Lâm Đồng do đại gia Nguyễn Cao Chí đầu tư 25.000 tỷ đồng. Dự án này đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư từ 13 năm trước, nhưng dự án này đã bị Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu thuộc Cục Cảnh sát Kinh tế, Bộ Công an điều tra. Sau đó đã bị Cục Cảnh sát Kinh tế, Bộ Công an khởi tố vào tháng 10 năm 2022, bổ sung quyết định khởi tố vào tháng Giêng năm 2023. Ông Nguyễn Cao Chí còn được nhắc đến là người đại diện pháp luật kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch Sài Gòn Đại Ninh, là Công ty Sài Gòn Đại Ninh. Công ty này là chủ đầu tư dự án khu đô thị thương mại du lịch nghỉ dưỡng Thái Đại Ninh, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, với diện tích quy hoạch gần 3.600 ha. Vào tháng 3 vừa qua, Cục Cảnh sát Kinh tế Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Ngọc Ánh, Chánh thanh tra tỉnh Lâm Đồng, để điều tra hành vi nhận hối lộ. Ông Ánh bị cáo buộc là do sai phạm khi thanh tra dự án Đại Ninh. Như vậy là liên quan đến đại gia Nguyễn Cao Chí, không những nhiều quan chức cấp tỉnh bị dính, mà nay quan chức trong Văn phòng Chính phủ cũng đã bị bắt theo. Vụ Nguyễn Cao Chí đã giật ngã quan chức tỉnh Lâm Đồng. Làm dự án trong chế độ này không thể không hối lộ, bởi nếu không hối lộ thì dự án sẽ bị làm khó. Từ cấp cơ sở cho đến cấp trung ương đều phải có hối lộ. Cho nên ông Tổng và ông Tô xu quân đánh vào với vấn đề hối lộ thì đường nào cũng dính cả, không thể thoát được. Văn phòng Chính phủ là một cơ quan ngang bộ trong Chính phủ Việt Nam, thực hiện nhiệm vụ là bộ máy giúp việc cho Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ. Người đứng đầu Văn phòng Chính phủ là Bộ trưởng chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, và hiện nay là ông Trần Văn Sơn. Trước đây, ông Nguyễn Xuân Phúc từng giữ chức này ở nhiệm kỳ đầu làm Thủ tướng của ông Nguyễn Tấn Dũng. Nói thế để thấy vị trí của Văn phòng Chính phủ rất quan trọng. Nó được xem là bàn tiếp tân của ông Thủ tướng. Văn phòng Chính phủ lo thực hiện công việc giúp cho ông Thủ tướng. Có người đặt câu hỏi với chúng tôi rằng tầm cỡ như Nguyễn Cao Chí mà chơi với cấp vụ trưởng như bà Trần Bích Ngọc là sao? Người này cho rằng bà Trần Bích Ngọc chỉ là con dê tế thần mà thôi. Những gì bà Ngọc làm thì không thể qua mặt được sếp của bà. Đó chính là Bộ trưởng Trần Văn Sơn. Lửa đã cháy đến cấp vụ trưởng, ông Bộ trưởng Trần Văn Sơn cẩn thận. Sau khi bà Trần Bích Ngọc bị bắt, có ý kiến cho rằng bà Ngọc tương tự như ông Phạm Trung Kiên, thư ký cho ông Đỗ Xuân Tuyên mà thôi. Những người này chính là những người gánh tội thay cho sếp của họ. Không biết liệu ông Tô Lâm có khui lên cao được nữa hơn hay không, mà nếu muốn khui thì có khui được hay ông lại chùn tay. Thực chất, ông Bộ trưởng Trần Văn Sơn cũng là người giúp việc cho ông Thủ tướng Phạm Minh Chính. Viện chạy trọt của Nguyễn Cao Chí không loại trừ khả năng là chạy đến tận Thủ tướng. Bởi với quyền hạn của Văn phòng Chính phủ, đâu có thể thọc sâu vào vấn đề của từng địa phương đến như vậy. Cho nên, không loại trừ khả năng, ông Tô Lâm và ông Tổng sẽ đánh Văn phòng Chính phủ là hướng đến ông Thủ tướng Phạm Minh Chính. Chúng ta hãy cùng chờ xem. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin vụ Nguyễn Cao Chí đã lở loét đến sát lưng ông Thủ tướng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.